Đây là tiếng nói Lát Radio Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 152 của bộ truyện Cầu Ma Tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio Thì tập này được mang tên là Thái Bình Hữu Tượng Mọi người xem truyện vui vẻ nha thì Hiện tại Lát vẫn còn nước cục nữa Lát mà chỉ cần liếm mẹ nhẹ miếng nước vô cổ họng lại tí xíu là lại bị nước cục à do đó mà lát không có uống nước mà đọc chuyện nhiều không uống nước thì nó lại khô của họng nó rác cổ họng do đó thì lát tranh thủ đọc được chút nào thì đọc nha mọi người nhiều khi có thể là nó tối nó lại nó cục nhiều hơn thì, thì lát cũng bó tay mọi người thông cảm cho nha đó trong thế giới môn đạo thiên thứ hai mắt tu minh vẫn đang nhắm tu vi ở trong người lại tăng lên từ duyên khởi duyên lạc trực tiếp tới một cảnh giới mới cảnh giới này là sinh tâm luân hồi cảnh giới này đã vượt qua điều tu minh hiểu hắn không biết bây giờ mình có lực lượng tu vi gì nhưng mà hắn cảm giác hình như tâm niệm mình động thì chỗ này sẽ xuất hiện một đợt luân hồi chính lúc này trong nhật nguyệt đồng huy trong người tu minh tiếng nổ vang vọng tu minh cảm giác được tu vi của mình tăng lên một cảnh giới Cảnh giới này tu minh có cảm giác mãnh liệt rằng hắn một ý niệm của hắn thôi là có thể khiến khung trời đầy diệt. Thậm chí lúc này nhật nguyệt tỏa ra ánh sáng chói mắt, theo hắn thấy điều ảm đạm nhiều. Hắn thậm chí thấy trong hai pho tượng có hai người khoanh chân ngồi. Hai người, một nam một nữ, khoanh chân ngồi ở trong biển rộng vì tu vi thân thể thoát ra ngoài do đó ngưng tụ ra pho tượng. Nam thì đẹp trai, nữ tựa tiên nữ. Hai người hoàng mỹ không tìm ra chút tì vết nào. Cảm giác hoàng mỹ này như là họ chỉ có hình người chứ không có linh hồn. Ở trong người họ, tu minh cảm nhận được đến thần nguyên. Mắt tu minh lóe tia sáng người, giọng của pho tượng nhật nguyệt lại vang lên. Đủ rồi, đây là cực hạn chúng ta tặng cho ngươi, nhưng bây giờ nó là hư ảo. Từ nội tâm tính phụng người chúng ta thức tu gì đông lại, từ nay ngươi chính là sứ đồ của hai chúng ta. Tu di như vậy là đủ cho ngươi trở thành đỉnh bên ngoài Đủ cho ngươi làm tất cả việc mà trước kia ngươi không thể làm được Tính phụng hai người chúng ta Ngươi sẽ có được nó Tính phụng hai người chúng ta Ngươi sẽ có được tất cả Nếu không tính phụng Tu di của ngươi sẽ bị lấy lại Hai người nói chuyện Tu vi trên người tu minh chớp mắt giảm sút Như là nguồn suối chống đỡ hắn cường đại bị lấy đi vậy là hai người các ngươi tính phụng ta mới phải. Tu Minh bỗng cười lạnh. Còn kiến không biết lượng sức, nếu người đã từ bỏ ý tốt của chúng ta, vậy thì... Hả? Khi Tu Minh thúc lời thì giọng uy nghiêm của Nhật Thần vang vọng, nhưng mà chưa dứt lời thì chợt ngừng bặt, biến thành kinh sợ. Khiến thanh âm này kinh sợ là bởi vì hai tay Tu Minh mạnh duỗi ra ngoài, trời đất sau lưng của hắn vặn vẹo, phút chốc nên xuất hiện cái cây to màu tím cây tím biến ảo hơi thở tà ác âm lãnh tràn ngập điên cuồng cùng bá đạo bùng phát bốn phía tùy theo hơi thở này bùng phát ra tất cả trong thiên địa này chớp mắt bị nhuộm thành màu tím anh à thương Vậy phút cây tím xuất hiện thì hai thanh âm cùng phát ra tiếng kinh kêu phút chốc từ hai pho tượng truyền khắp bốn phía trong thanh âm chất chứa giật mình và khó tin Chết tiệt thừa đại chúng linh chết Á à thương rõ ràng là đang bị thương Bây giờ đang hồi phục Nhưng sao lại ở chỗ này Cùng lúc đó Lực lượng tu viên ngưng tụ trên người tu minh Chớp mắt tan biến Như thủy triều nhanh chóng biến mất Hắn giơ lên tay phải mạnh chợp tới trước Trữ về cho ta Hắn hừ lạnh Cây tím to lớn chiếm cứ trời đất lắc lư Vô xuống nhánh cây dữ tợn nhanh chóng lan tràn ở giữa không trung hóa thành bàn tay to do nhánh cây tổ thành chụp hướng pho tượng nhật thần. Trời đất ầm vang, pho tượng nhật thần tỏa ra ánh sáng chói lòa, va chạm cùng cái bàn tay ách thương phân thân của Tô Minh. Tiếng nổ điếc tai, pho tượng có dấu hiệu rạn vỡ. Giờ phút này bên ngoài cửa thứ hai môn đạo thiên, trên quảng trường Ngọc Gia, trong mắt mấy trăm người họ thấy rõ pho tượng nhật thần ở trên bầu trời có một khe hở to lớn. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, trước kia có người xông cửa thứ hai, cũng chưa từng xuất hiện điều không thể tưởng tượng này bọn họ hoảng sợ phát ra tiếng ầm ĩ cái, cái 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 này là sao vậy pho tượng vật thần sao sao lại bị nứt dở ra rồi khách khanh xong cửa hai môn đạo thiên rốt cuộc là sao vậy khiến pho tượng vật thần than dở trong sự giật mình của họ ông lão tóc tím người đàn ông trung niên đứng cạnh cũng biến sắc mặt lấy tù vị của họ vào giờ phút này tinh thần cũng rung động lộ ra vẻ khó tin pho tượng thường tan dở việc này trước giờ chưa từng có tu mình này rốt cuộc làm cái gì ở trong cửa hai môn đạo thiên vậy ta có thể cảm nhận được ý tức giận và khủng hoảng phát ra từ pho tượng đang tan dở kia người đàn ông trung niên hít ngậm khí chính lúc này một tiếng nổ ngập trời nhanh chóng phát ra trong sự hoảng sợ của mọi người pho tượng nhật thần hoàn toàn vỡ vụn ra tùy theo nó tan vỡ tự khí phát ra từ khí ẩn chứa tà ác điên cuồng cuộc bá đạo nháy mắt rung động tinh thần của mọi người tổng nhân ngọc gia màu trong lùi lại một thanh âm già nua gầm lên dưới lòng đất của ngọc gia thanh âm vang lên kèm theo lực lượng cường đại bùng phát từ lòng đất cuốn tộc nhân ngọc gia nơi đây cùng thuộc lùi lại một ông lão lưng còng biến ảo ra khi lão xuất hiện thì tại đây ông lão tóc đỏ người đàn ông trung niên không bị đẩy ra cùng chắp tay cúi đầu hướng lão Để ca pho tượng nhật thường âm ầm tan vỡ đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử ngọc gia trước kia tộc nhân và khách khanh sông môn đạo đa số ung hòa nhưng mà lúc này ý chí cực kỳ cứng rắn tiếng nổ ngập trời vô số mảnh vỡ từ không trung bỗng bắn ra tám hướng nhưng bầu trời tan vỡ mảnh vỡ mạnh mẽ trùng kích đi qua đâu là gió mây biến đổi thậm chí có nhiều lần các cột da bị mảnh vỡ đụng chạm thì sụp đổ. Tiếng nổ vang vọng chấn động trong ngoài mấy vạn dặm, phút chốc khiến tộc nhân Ngọc Gia giật mình, càng khiến cho nhiều tộc nhân chưa đến đây cùng biến sắc mặt lao nhanh tới. Tình hình này tựa như có cường địch xâm nhập, Ngọc Gia có tiếng rít sắc bén vội truyền khắp gia tộc. Từng mang sáng xuất hiện, đó là dấu hiệu đại trận phòng hộ Ngọc Gia bị mở ra. vô số bóng dáng lao nhanh, chớp mắt sau xung quanh trưởng duyên sinh diệt có gần vạn người đó là hơn phần nửa tộc nhân ở lại trong ngọc gia đưa mắt nhìn lên bốn phía trên bầu trời còn có nhiều người đang lao đến đây nữa ngọc trần hải ngây ngốc nhìn pho tượng nhật thần ở trên bầu trời đang tan vỡ gã quên cả hít thở đầu óc trống rỗng nhanh chóng biến sắc mặt gã thậm chí không biết tu minh suy nghĩ cái gì tộc nhân xung quanh ai nấy đều biểu tình rung động Tuy theo người đến ngày càng nhiều khi ngọc trần hải từ trong đám người phương hướng khác nhau thấy có bốn tộc nhân tuổi ngăn ngửa với gã thậm chí tu vi cũng giống nhau thì đôi mắt gã lóe thì sáng lạnh nét mặt xa sầm bốn người này chính là người cạnh tranh cái lượng hội đấu giá này của gã ngọc trần hải phải nổi bật trong mấy người đó như vậy mới được gia tộc chú trọng bốn người này đến lập tức khiến cho lòng ngọc trần hải vững vàng vốn tinh thần của gã đang suy sụp giờ bình tĩnh lại gã biết dù thế nào thì gã phải đứng bên tu minh tu minh càng cường đại thì ngọc trần hải càng có lợi đây là trời ban cơ hội cho gã vùng lên trong gia tộc trong lúc pho tượng nhược thường tan vỡ, toàn ngọc gia oanh động, thì trong cửa hai môn đạo thiên, cây to ách thương tím sau lưng tu minh, biến thành cái bàn tay khổng lồ nâng lên khỏi pho tượng nhược thường đang tan vỡ. Hắn đứng ở giữa không trung, tóc không gió tự bay, trong đôi mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, không chút tạm dừng, giơ lên tay trái chợp hướng pho tượng nguyệt thần. Dỡ cho ta! Tô Minh quát lạnh, phút chốc cây ách thương tím sau lưng của hắn rung lắc dữ dội, tán cây lắc lư, có gió mạnh rít gào. Khoảnh khắc tụ minh vừa tay trái thì vô số nhánh cây vặn vẹo nhanh chóng kéo dài, chớp mắt biến thành bàn tay khổng lồ, vừa quán hắn chợp hướng pho tượng nguyệt thần. Pho tượng nhật thần vẫn đang nhanh chóng sụp đổ, còn pho tượng nguyệt thần tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng ánh sáng nhu hòa này thấy thì mềm mại, nhưng nếu nhìn thời gian lâu thì vô hình ánh sáng khiến cho mắt người mù loà. Một tiếng ngâm khẽ phát ra từ trong pho tượng nguyệt thần. Pho tượng này ngẩng đầu, mặt trăng trong tay bay lên trời, đụng mạnh vào cái bàn tay to do ách thương đang lao tới. Đường giảng va chạm, giấy lên tiếng nổ ầm mỹ, khiến cho nước biển bốc lên cao vạn mét, khiến cho mặt biển trong trời đất khoảnh khắc bị nước biển che đậy. Một mảnh mông lung, tiếng nổ ngập trời, ách thương bàn tay to rung lên, bị chấn ra mấy trăm mét. Tù mình mắt chợt lóe hừ lạnh, cây to ách thương sau lưng của hắn dường như phát ra tiếng gầm, chớp mắt cái bàn tay to bị bắn ra sửa chợp thành vỗ tới Cùng lúc đó mắt tu minh lộ ra cái bàn tay to trưởng duyên sinh diệt. Dựa vào phần cảm ngộ này, phỉ không phân thân thi triển chỉ là hình thái, nhưng mà tự ách thương phân thân thi triển lại có uy thế đó. Vì phút ảo ảnh bàn tay chớp lóe trong mắt tu minh, thì bàn tay to ách thương vỗ hướng pho tượng nguyệt thần bị màn nước che đậy. Hai thần tàng linh bình thường cũng dám khoe khoan tu di trước mặt tu ta. Các ngươi dựa vào cái gì cho ta tu di? Dựa vào cái gì khiến ta tính phụng các ngươi? Các ngươi trả nổi cái giá này sao? tôi mình ở giữa không trung, tiếng nói như sấm đánh nằm mầm, bàn tay to ách thương đập xuống. Từ xa nhìn thì không rõ bàn tay ách thương là ấn vào nước biển vạn mét hay là ấn vào cái pho tượng nguyệt thường ở trong màn nước nữa. <laughs> tiếng nổ vàng ngập trời liên tục không dứt, như muốn chấn vỡ mảnh trời đất này. Tiếng kèn két quanh quẩn, đó là tiếng pho tượng nguyệt thường tan vỡ. Dưới lực lượng quá thương, hai nhật nguyệt hiển nhiên không hoàn chỉnh, căn bản không là đối thủ. Dù có lẽ họ từng cùng là đẳng cấp, như túi trần tử, nhưng mà trạng thái sinh mệnh ách thương vượt qua sự tồn tại của họ. Tụi mình đoạt xá ách thương, nếu nói mặt sinh mệnh thì càng vượt qua ách thương. Trận này không có gì bất ngờ. Hai thần Nhật và Nguyệt ẩn chứa thần nguyên nước ngoài. Họ muốn khiến tụi minh tính phụng, muốn làm tụi minh trở thành sứ đồ. Từ nay nghe lệnh họ, thậm chí có lẽ còn có mục đích khác nữa. Nhưng mà giống như Tu Minh đã nói, họ không trả được cái giá làm Tu Minh tính phụng. Nếu đã không thể trả giá, lại mưu toan khiến Tu Minh tính phụng, vậy thì kết cuộn chỉ có thể là bị Tu Minh đoạt đi thần nguyên, trở thành lực căn cơ khiến hắn cường đại. Tiếng nổ đinh tài nhức ốc, Ngọc Gia ở bên ngoài cửa hai môn đạo thiên, gần vạn người hô hấp dùng dập. Trong đôi mắt trận to họ thấy rõ trên bầu trời pho tượng nhật thần vỡ nát, còn pho tượng nguyệt thần ở một bên cũng đang rạn nứt theo trường khe hở xuất hiện ở trên thân pho tượng nguyệt thần từng tơ tím mang theo hơi thở tàn ác sương mù có cảm giác âm u nhanh chóng lan tràn từ khe hở chiếm hơn phân nửa bầu trời khiến cho người ngẩng đầu nhìn bầu trời biến thành màu tím cảm giác màu tím tà ác càng khuếch tán sâu trong đáy lòng của mỗi người chính mắt thấy khiến cho họ lần đầu tiên cảm thấy màu tím yêu dị như vậy pho tượng nguyệt thần tan vỡ đặc biệt là khe hở ở đầu tượng từ xa nhìn như là nước mắt của nguyệt thần tình cảnh này rung động mọi người nơi đây vết nứt lan tràn pho tượng nguyệt thần thành bốn năm mảnh tam môn đạo thiên cửa thứ hai chưởng duyên sinh diệt từ nay tan biến trong thiên địa không còn nữa so với tổng nhân khác thì ba trưởng lão càng ở gần đạo quỳ sơn giờ phút này ông lão xuất hiện từ lòng đất biểu tình cực kỳ nghiêm túc hai người khác thì nhìn chăm chăm màu tím này khiến ta có cái loại trung rẩy muốn bay lại thậm chí trong màu tím ta cảm nhận đến cái loại cảm giác như có thể hủy diệt khung trời. Lần này, người được tộc tử chiều lãm đến, rốt cuộc là tu di gì vậy? Ba người liếc nhau đều thấy ra rung động trong lòng đối phương. Khi pho tượng nhật nguyệt cùng tan vỡ, thì trong cửa hai môn đạo thiên, mang nước biển vạn mét dần đổ xuống, tiếng ầm ầm hóa thành dư âm. Tù mình đứng ở giữa không trung, biểu tình bình tĩnh. Trước mặt hắn, pho tượng nhật nguyệt thần sụp đổ. Trong mảnh vụn tứ tán, một người đàn ông điển trai đến khó tả, một cô gái xinh đẹp đến không có tỷ vết lộ ra. Hai người đứng ở trên mặt biển nhìn chầm chầm Tô Minh, biểu tình lộ ra vô cùng oán hận. thời đại chúng linh chết, chúng ta đều tự hồi phục, nơi này chỉ là phân thần của chúng ta ở đây. Người đã làm trái ước định năm đó của chúng ta, người sẽ chịu linh dương trách phạt. Cũng khỏi chỗ này, thần nguyên tinh hải không phải giới thứ chính thương khung người có thể tới đâu. Mình ước Linh Dương vẫn còn Nếu người dám đốc thần nguyên của hai chúng ta Thì ý chí của Linh Dương chớp mắt giáng xuống Người sẽ chết chắc thôi Tô Minh biểu tình như thường Nhưng trong lòng máy động Sau khi hắn đoạt xá ách thương trở thành phân thân Có được ký ức hỗn độn Những ký ức này cần thời gian mới từ từ dung hợp được Bây giờ có rất nhiều chuyện hắn không biết Tựa như hai người này nói cái gì là Linh Vương Nói ước định cái gì đó Hắn không có chút ấn tượng Người không biết mình ước Linh Dương Ngươi, không lẽ ngươi là tu sĩ ngươi ngươi đoạt xá thương xong? một nam một nữ làm sao không nhìn ra tinh thần tu minh cùng biến sắc mặt tu minh hừ lạnh không lên tiếng thân thể hai người này hoàn toàn do thượng nguyên tổ thành hắn cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của ách thương phân thân nếu mà nuốt hai người này thì ách thương phân thân của hắn sẽ càng cường đại cái gì mà minh ước linh vương tu minh không cần biết cũng không để ý khoảnh khắc hai người biến sắc mặt thì cây ách thương sau lưng tu minh ầm ầm động mở rộng ra vô hạn bỗng nhiên thay thế cái vùng trời này. Ở thương cây ách thương lộ ra cái lỗ hổng như cái miệng khổng lồ mạnh hút hai người ở trong biển. Cái hút này toàn thế giới, toàn đất trời, đương nhiên bao gồm cả biển rộng, chớp mắt co rụt cùng bị hút vào trong miệng ách thương. Một năm một nữ cây đắng và tuyệt vọng, họ không thể phản kháng, không có thần tượng thì họ chỉ là một đoàn thần nguyên mà thôi. Trời đất bỗng biến thành màu tím, chốc lát sau đều tan biến, bao gồm ách thương phân thân biến thành cây to cũng không còn bóng dáng. Tây Hoàng Tinh Vực, trong dĩ địa Tây Hoàng, trước mặt ách thương phân thân, tụi mình xuất hiện hai đoàn lực thần nguyên. Một hình mặt trăng, một hình mặt trời, chúng nó vòng quanh ách thương phân thân, dừng thu nhỏ lại. Ách thương phân thân ngửa đầu gầm lên, nhanh chóng cường đại. Cùng lúc đó, phệ không phân thân trong trời đất bị tổn hại cũng ngửa đầu gặm lên. Tù vị của hắn mặc dù trở lại đỉnh trung kỳ vị giới, nhưng bây giờ sau tiếng rống rõ ràng tăng lên. Phệ không phân thân, thuộc phệ không ảnh, kiếp thứ sáu. Khi thế, thế của phệ không phân thân tô minh bùng phát nhưng mà hắn phát hiện tu vi của mình dù có tăng lên thế nào đều bị ức chế ở trình độ đỉnh trung kỳ vị giới không cách nào đột phá được bản thân phệ không phân thân không hoàn chỉnh vậy nên tu vi không cách nào tăng tiến được muốn nó hoàn chỉnh thì cần dung hợp lại tô minh ngẩng đầu mắt chợt lóe tiến tới một bước một bước đạp xuống trời đất tàn phá xung quanh tô minh vặn vẹo chớp mắt tăng biến trước mắt tô minh hắn trông thấy mặt trời hát mặt tinh mặt đức hắc mặt tinh càng thấy gần vạn tộc nhân ngọc gia còn có dưới đạo quỳ sơn ba tu sĩ tu vi hùng hậu vì phút tu minh đi ra khỏi pho tượng nhật nguyệt đồng huy tan vỡ thì lập tức bị ánh mắt gần vạn người nhìn xung quanh những ánh mắt có giật mình hoảng sợ cũng có phức tạp tiếng ầm ĩ dấy lên tất cả chỉ vì một mình tu minh chính là hắn sao hồ chính là người này xông qua đạo quỳ sơn của thứ nhất nhật nguyệt đồng huy của thứ hai càng khiến cho pho tượng nhật nguyệt tan vỡ nữa lại chiêu lãm người này đến vậy cường giả như vậy tuyệt đối không phải tộc nhân bình thường có thể gặp được không lẽ là hàng trưởng lão gia tộc mời sao hắn hắn như vậy thì xem như là xông qua cửa thứ hai môn đạo thiên đúng không vậy có chăng sẽ xuất hiện cửa ba môn đạo thiên tiếng xung sao liên tiếp trong ba trưởng lão có thân phận tối cao nhất ngọc gia đại trưởng lão chắp tay hướng tu minh định mở miệng nói chuyện thì bỗng biến sắc mặt vội thụt lùi gần như lúc lão lùi lại thì tu minh ở giữa không trung duỗi hai tay ra hiện tại hắn không rảnh ứng đối với người khác. Sau khi nuốt nhật nguyệt, ách thương phân thân của hắn đang nhanh chóng tiêu hóa và cường đại. Cùng lúc đó, tùy theo ách thương phân thân cường đại, hồn tu minh nắm giữ lực thượng nguyên cũng mạnh mẽ hơn. Trong trạng thái này, phệ không phân thân nhưng cơ hội biến mạnh mẽ. Tuy nhiên vẫn bị ức chế gần đỉnh trung kỳ vị giới. Nếu muốn đột phá thì phải bổ sung sự thiếu sót của phệ không phân thân. Tu minh mắt chật lóe, tay phải dơ lên chỉ hướng mặt đất lập tức những cái mảnh vỡ của pho tượng nhật thần trong chớp mắt rung rẩy từ bốn phương tám hướng lao tới phát ra tiếng rít chói tai những cái mảnh vỡ giữa không trung nhanh chóng tan biến hóa thành sợi chỉ như máu thịt lao vào tay phải của tu minh dung nhập tràn ngập toàn thân hắn tốc độ dung nhập quá nhanh chỉ chớp mắt đã bao bọc tu minh vào trong từ xa nhìn như hình thành cái kén to cái kén hình thành không lâu sau mảnh vỡ pho tượng nguyệt thần tan vỡ cũng từ xung quanh lao đến phủ trùm lại khiến cho cái vực bao trùm tu minh trông như cái phần mộ vậy. Rõ ràng là tu minh thi triển địa hạ tu văn thuộc lên người của mình, lấy đặc tính của thuộc phệ không ảnh để nuốt tinh hoa pho tượng nhật nguyệt, định cho phệ không phân thân hoàn chỉnh hơn một chút. Đây là cách duy nhất hiện tại mà tu minh có thể nghĩ ra, trừ điều đó ra thì trong thời gian ngắn hắn không thể khiến phệ không phân thân hoàn chỉnh. Như vậy thì cái cơ hội để cho mình cường đại sẽ tan biến. Phần mộ to cỡ vài trăm mét bên bồng giữa không trung ngôi mộ trông như một cái pho tượng tỏa ánh sáng chớp lóe không ổn định bên ngoài pho tượng mảng lớn phụ văn nhấp nhô trông rất quái dị tình hình này khiến tộc nhân ngọc gia trợn mắt há hốc mồm dù là ba trưởng lão cũng con người co rút hắn đang hắn đang hấp thu tinh hoa pho tượng nhật nguyệt mượn nó mà tu phục sinh mạnh bản thân đang thiếu sót cái này cái này ba người biểu tình âm trầm Phó tượng Nhật Nguyệt thu về Ngọc Gia bọn họ, nhưng mà hiện tại trơ mắt nhìn nó bị hấp thu. Ba người khó tránh khỏi thấy bức sức. Nhưng hiện tại ngôi mộ tỏa ra uy nhiếp, tà ác và bàn bạc, làm cho ba người do dự. Ngay lúc họ không biết làm sao, thì một tiếng thở dài vang vọng cả Ngọc Gia, khiến trời đất rung lên. Cứ để hắn hấp thu đi. Đi cùng với thanh âm là một bóng dáng từ xa đến gần. Mới đầu bóng dáng mơ hồ, nhưng mà tới gần hơn thì cũng dần rõ ràng. Đây là một cô gái. Cô gái mặc đeo cái mạng che nên không thấy rõ mặt mày, nhưng mà trên người cô có dao động khó tả tỏa ra xung quanh. Cô gái đi đến, tông như ngọc da xung quanh ngẩn ra. Chỉ có số ít trông thấy cô gái thì biến sắc mặt lộ ra hoảng sợ. Người run rẩy vội quỳ xuống. Lão tổ! Ba trưởng lão trông thấy cô gái thì người rung lên, cùng quỳ xuống, biểu tình cung kính càng có sự cuồng nhiệt. Ba người quỳ xuống, hai chữ lão tổ vang vọng, Tộc nhân Ngọc Gia xung quanh còn đang mờ mịt, liền nghĩ đến mỗi lần tí tổ thì thấy bức tranh một cô gái trong nhiều bức tranh vẽ người. Kính bái, lão tổ! Nghĩ ra rồi thì tất cả tộc nhân Ngọc Gia tập thể quỳ lại. Cô gái này chính là lão tổ Ngọc Gia duy nhất xông qua tam môn đạo thiên. Có lẽ cô không phải bối phận giả nhất, nhưng mà cô là nhiều năm qua, là người mạnh nhất trong Ngọc Gia. Dù là người năm đó sáng lập ra Ngọc Gia thì tu vi không bằng cô gái này. Cô bình tĩnh đứng đó, ngẩng đầu nhìn ngôi mộ trên trời, không lên tiếng. Cô không nói chuyện, dường như không khí xung quanh cũng đông lại, khiến cho mọi người quỳ lạy không dám lên tiếng. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã là hai tiếng đồng hồ. Hai tiếng sau, bỗng nhiên ngôi mộ trên trời bao bọc tu minh phát ra tiếng kèn két. Thành âm nhanh chóng biến mãnh liệt, chốc lát sau liên tiếp thành một mảnh, cuối cùng bùng một tiếng, ngôi mộ vỡ hơn phân nữa. Hễ là chỗ vỡ ra thì không có mảnh vụn rơi xuống, hình như là biến thành tro bụi tự mất đi. Cùng lúc đó một tiếng trầm đục truyền ra từ phần mộ. Kiếp thứ sáu! Khi thanh âm phát ra thì trời đất ầm vang, gió mây cuốn động, một đóa hoa sen đỏ như hư ảo xuất hiện trên bầu trời. Hoa sen nở, nhưng mà nó nở rộ thì cánh hoa rơi rụng. Khi mà cánh hoa thứ nhất rụng, ngôi mộ tô minh ở cũng rung rẩy. Cánh thứ hai, thứ ba, cánh hoa không ngừng rơi, ngôi mộ tô minh ở rung rẩy càng kịch liệt dường như có tiếng kìm nén đau đớn truyền ra. Mãi đến cánh hoa cuối cùng cũng rụng. Một tiếng nổ từ ngôi mộ tu minh ở bỗng truyền ra, một bàn tay phải vươn ra khỏi mộ. Lấy tay phải nhìn như bình thường, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại khiến cho bất cứ ai đều có ảo giác như không thể phá hủy đi nó. Vì phút tay phải vươn ra, một lực lượng vượt qua đỉnh trung kỳ vị giới, thuộc về tu vi hậu kỳ vị giới bùng phát trong trời đất này. Khoảnh khắc hơi thở hậu kỳ vị giới khuếch tán, thì hoa sen ở trên trời biến mất thuận phệ không ảnh kiếp thứ sáu tu minh độ qua kiếp thứ bảy giọng tu minh lại vang từ ngôi mộ mộ lại tan vỡ lần này tan vỡ đạt đến cực độ từng từng tăng biến thân hình tu minh lộ ra trước mắt của mọi người ngoài người hắn không còn ngôi mộ không có mảnh vỡ pho tượng nhật nguyệt trong thân thể của hắn không có gì thay đổi nhưng chỉ mình tu minh biết thiếu sót của phệ không phân thân có tinh hoa pho tượng nhục nguyệt bổ sung mặc dù chưa hoàn mỹ nhưng cũng đã hoàn thiện được chút ít rồi. Điều này đủ chứng minh cách hắn khiến cho phệ không phân thân của mình hoàn mỹ là thực hiện được. Bầu trời rung động khi thế tu vi của tu minh bùng phát, như muốn cất bước để càng mạnh hơn. Nhưng mà hơi thở này mới dâng lên lập tức biến mất. Cái loại cảm giác này tu minh từng cảm nhận. Hắn biết đây là bản thân phệ không phân thân thiếu sót tạo thành. Hấp thu pho tượng nhật nguyệt chỉ khiến cho thiếu sót bớt một chút, khiến lực khí huyết phân thân của hắn đột phá trung kỳ vị giới đạt đến hậu kỳ vị giới nhưng tới đây thì không cách nào tăng hơn được nữa tu minh mở mắt ra giây phút hắn mở mắt ra thì trong mắt của hắn nhật nguyệt tinh thần cực kỳ mãnh liệt kính chào sứ giả đại nhân khoảnh khắc tu minh mở mắt trong số mọi người đang quỷ ở dưới mặt đất chỉ có mình cô gái đứng ở đó cô nhìn tu minh hơi khâm lưng lời nói không thốt thành tiếng mà trực tiếp xuất hiện trong tinh thần tu minh tụi mình mắt chực lóe nhìn hướng cô gái chực ngay ra bộ dạng cô gái với cô gái xinh đẹp trong pho tượng nguyệt thần giống nhau tám phần mặc dù không phải y như khuôn đúc nhưng mà giống nhau tám phần khiến cô gái xứng là tuyệt trần từ trên người cô tụi mình cảm nhận được lực lượng nhu hòa giống với nguyệt thần tụi mình nhìn cô gái có cảm giác mãnh liệt rằng dường như hắn có thể khống chế sinh mệnh ý chí của cô gái hắn thậm chí có thể khiến cô gái chết đi cô ta sẽ không chút do dự hy sinh mạng sống của mình Thầy Nguyệt Thần Thánh Nữ Ngọc Nhu kính chào sứ giả đại nhân. Trên người đại nhân có hơi thở của Nguyệt Thần và Nhật Thần. Không chỉ là hơi thở pho tượng thần thể của họ, mà càng có cảm ứng thần nguyên của họ nữa. Mạch Nguyệt Thần xa xưa kia truy tìm thánh vật thần linh trong tộc. Nhiều năm qua khiến cho người thử truyền thừa thần linh. Đến nay lâu lắm rồi, cuối cùng chờ đợi đại nhân giáng xuống. Cô gái nhẹ giọng nói, vẫn chỉ có một mình tu mình nghe thấy. Tu mình đôi mắt chợt lóe Việc hắn nuốt hai thần nhật nguyệt người ngoài chắc không biết, bị cô ta hiểu lầm coi như giải thích được. Dù sao hắn đúng là lấy ách thương phân thân nuốt thần nguyên của hai người nhật nguyệt. Còn về thần thể phô tượng, lúc trước khi tu minh còn là phệ không phân thân cũng có hấp thu nó. Nói hắn là sứ đồ của hai thần nhật nguyệt thì cũng phù hợp, thậm chí nói hắn là hai thần nhật nguyệt cũng không sai. Xin sứ đồ đại nhân ở cửa ba môn đạo thiên lấy lại khí thần linh ta sẽ dâng lên lực âm nguyên để trợ giúp cho sứ đồ đại nhân đạt được truyền thừa thần linh cuối cùng để hoàn thành sứ mệnh tộc ta tu minh mắt chớp lóe cô gái xuất hiện và lời nói có chút không thể tưởng tượng nhưng mà tu minh tập trung suy nghĩ qua đi đại khái nhìn ra chút manh mối cô gái này ở tộc ngọc gia hiển nhiên là lúc xa xưa không phải tu sĩ mà là dị tộc có lẽ tộc quần này từng gọi là môn đạo hoặc là chi nhánh hệ dị tộc môn đạo dị tộc môn đạo tính phụng linh nhật nguyệt Từng trong năm tháng có lẽ cũng tồn tại huy hoàng, nhưng mà theo lời của hai linh nhật nguyệt nói, chúng sinh chết ngủ say thì dị tộc môn đạo dừng khô kiệt. Tộc nhân rời khỏi cố hương, đi đến hát mặt tinh. Từ nay tại đây có một ngọc gia. Tổ tiên ngọc gia đời này đến đời khác không quên thần linh họ tính phụng, cho nên nhiều lần quay về thần nguyên tinh hải, cuối cùng thu về pháp khí dị tộc môn đạo. Cũng chính là tam môn đạo thiên thu hồi tam môn đạo thiên có lẽ liên quan đến việc liên lạc làm thức tỉnh hai linh nhật nguyệt nên mới có hành động mỗi một tộc nhân ngọc gia phải xông tam môn đạo thiên có lẽ đây còn chưa đủ có lẽ là vì che giấu cái gì nên mới thêm vào khách khanh bọn họ khát vọng tộc nhân có thể xông qua tam môn đạo thiên do đó đạt được thần linh truyền thừa do đó xuất hiện sứ đồ tu mình đến âm kém dương sai bị tưởng lầm là sứ đồ cho nên mới có chuyện lúc trước Hắc mặt kinh có du tộc Lúc trước ta đã ghi có dị tộc tại đây thay đổi hình dạng Hiện giờ xem ra suy đoán này là chính xác Tu Minh trầm tư không lên tiếng Nhưng mà khi cô gái nói xong Một chớp mắt tộc nhân toàn ngọc gia ai nấy nhắm mắt lại Thân hình từ từ gục xuống Bao gồm ba trưởng lão Tất cả đều ngủ say Chỉ có mình Tu Minh và cô gái kia Một bình tĩnh đứng ở trên trời Một cung kính đứng dưới đất Cùng lúc đó theo tộc nhân ngọc gia ngủ say vị trí pho tượng nhật nguyệt tan vỡ trời đất chớp mắt vặn vẹo tiếng nổ quanh quẩn xuất hiện cửa cuối cùng trong tam môn đạo thiên đó là một cái tảng đá màu trắng ngà đá to vượt qua pho tượng nhật nguyệt lấy đá làm chính điêu khắc ra một con voi to cái vòi của con voi cuốn một cái đoạn cân khi điêu khắc quái dị lộ ra thì toát ra uy nhiếp khiến tinh thần tu minh chấn động uy nhiếp tràn ngập tám phương nếu không phải đại trưởng ngọc gia đã mở ra nếu không phải Ngọc Gia luôn chờ đợi sứ đồ xuất hiện, đã sớm chuẩn bị mọi thứ, thì trong khoảnh khắc uy nhiếp và khí thế sẽ khuất tán khắp hát mặt tinh. Tam môn đầu thiên, cửa thứ ba, mời sứ đồ đại nhân, thái bình hữu tượng. Cô gái Ngọc Gia kia khẽ nói, khâm lưng cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh nhìn cái đá núi khổng lồ, nhìn thấy bình hữu tượng trên tảng đá, biểu tình bình thường nhưng lòng hắn rung động, hắn lờ mờ đoán ra đây là một pháp khí một thần nguyên pháp bảo ẩn chứa uy lực khác biệt, thậm chí chỉ có lực thần nguyên mới khởi động được nó. Tam môn đậu thiên là dị nào của tộc ngươi từ thần nguyên tinh hải mang đến hắc mặt tinh vậy? Tu Minh nhìn thấy bình hữu tượng bỗng mở miệng hỏi. Ngọc Nhu ngẩn ra khẽ nói. Là vị lão tổ thứ tư của gia tộc, ngày ấy vào mấy vạn năm trước từ trong thần nguyên tinh hải đạt được. Việc này thuộc bí ẩn của gia tộc, tộc nhân bình thường không biết cụ thể, vì lão tổ thứ tư của gia tộc ngươi tên gọi là gì bây giờ đang ở đâu tu mình mắt chợt lóe giọng nói như thường khiến người không nghe ra lý do hắn đột nhiên hỏi những cái điều này vì lão tổ thứ tư tên là ngọc hàm năm đó hao phí tuổi thọ thúc đẩy tam môn đạo thiên mang về gia tộc xong thì để lại di chúc hình thần điều diệt đã chết rồi giọng ngọc nhu giống như tên dịu dàng nói ta từng nghe người ta nói ngọc gia của người có người xông qua cửa thứ ba chính là ngươi sao Tô Minh thu lại ánh mắt, nhìn thấy bình hữu tượng chuyển hướng sang Ngọc Nhu. Chính là ta, cũng chính là lần đó ta trở thành thánh nữ, hệ nguyệt thần, đạt được âm nguyên, thức tỉnh sứ mệnh, nhưng mà bị hạn chế không thể rời khỏi Ngọc Gia, bản thể chịu không nổi ánh sáng mặt trời. Bây giờ ở lại đây là phân thương ảnh, chỉ có hoàn thành sứ mệnh mới ra khỏi Ngọc Gia được thôi. Ngọc Nhu nhẹ giọng nói. Xin sứ đồ đại nhân tiến vào cửa thứ ba, đạt được thái bình hữu tượng, tộc ngọc gia ta sẽ dâng lệnh đi sứ đồ vì thần linh từ nay tính phụng người rất muốn ta mau chóng bước vào cửa thứ ba hả Tu minh mỉm cười đầy ẩn ý liếc cô gái ánh mắt này sáng người nhìn chằm chằm ngọc nhu ngọc nhu biểu tình như thường không có gì biến đổi ngẩng đầu nhìn mắt Tu minh nhẹ giọng nói đây là sứ mệnh của ngọc nhu Tu minh mỉm cười xoay người nhón lên một cái cất bước đi hướng thái bình hữu tượng thân hình hắn đạp ở trên tảng đá to khổng lồ này chợt lóe biến mất trong đá không thấy bóng dáng ngọc nhu nhìn bóng dáng tô minh rời đi mãi đến không còn thấy hắn thì biểu tình của cô không có gì thay đổi dường như hai chữ cảm xúc không thấy trên người cô cô yên tĩnh đứng đó không nhúc nhích dường như chờ đợi tô minh trở về nhưng mà giờ phút này dưới lòng đất chỗ cô đứng mỗi cách 10 mét thì trong bụng đất có một cái tầng cát vàng phô từng từng ngăn cách mãi đến sâu dưới lòng đất vạn mét chỗ đó tồn tại một địa cung khổng lồ có linh xa ngăn cản, dù là thần niệm của thần linh cũng không thể xuyên thấu. Dù sao những linh xa này là diễn cổ để lại, chỉ cần chúng ta tin tưởng nó có thể tránh đi tất cả trà xét, vậy nó liền làm được điều này. Trong địa cung tối tâm, một giọng nói già nua như rít qua kẻ răng vang vọng. Tùy theo thanh âm xuất hiện, chớp mắt trong địa cung có ngọn đèn xanh bùng phát ra ánh sáng, chiếu địa cung thành một mảnh xanh biếc trong rất âm u ngọn đèn xanh lắc lư tựa như âm phong lệ quỷ bồi hồi trong địa cung đợi mấy vạn năm rốt cuộc để chúng ta chờ đợi tới ngày này đáng tiếc người này không phải tộc nhân ngọc gia to, nếu không thì không cần cẩn thận như vậy rồi tính cách ngọc nhu trầm ổn cô ta sẽ không để người nhìn ra manh mối đâu dù là chúng ta hiện giờ vẫn sợ không rõ trong lòng ngọc nhu rốt cuộc là nguyên về gia tộc hay là thần linh kìa. Từng tiếng già nua vang vọng trong địa cung, tùy theo ngọn đèn xanh bị đốt lên, địa cung lộ ra hình dạng. Có thể lờ mờ thấy trong địa cung ngồi xếp bằng 13 ông lão. 13 ông lão này ai nấy đều già cả, toát ra hơi thở mục nát như là người chết. Thậm chí đôi mắt của họ trong ánh đèn toát ra tia sáng xanh âm u rất là đáng sợ. Làn da họ thì khô nứt, máu thịt héo rút như da bọc xương. Nhưng mà nương ánh đèn có thể mơ hồ thấy, trên người họ tồn tại nhiều đồ án phức tạp. Cho dù lòng cô ta nghiêng về thần linh Dù gì là người của Ngọc Gia ta rồi Quan hệ lợi hại đã nói cho cô ta Cô ta sẽ có lựa chọn thôi Mấy dạng năm số cuộc chờ đến ngày này Sứ đồ thật sự xuất hiện rồi Không ổn chúng ta tại đây mỗi mòn chờ nhiều năm như vậy Không dám thấy ánh sáng Không dám đi ra địa cung Chúng ta chờ dấu bí mật tam môn đạo thiên ngay cả người ở trong gia tộc cũng không biết sự thật là mấy vạn năm nay, người sống qua cửa thứ ba không chỉ có một mình Ngọc Nhu. Cộng thêm chúng ta, có tổng cộng 14 người sống qua tam môn đạo thiên rồi. Tất cả đều là đáng giá mà, chỉ cần kế hoạch của lão tổ thành công, chỉ cần lão tổ có thể đoạt xa sư đồ, Thử thân trở thành thần đinh như vậy... Từ đó về sau, chi nhánh tộc môn đạo chúng ta tinh phụng chỉ có chính mình. Ngọc gia ta sẽ nổi dậy Chỉ cần kế hoạch của lão tổ thành công Chắc sẽ không thất bại đâu Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy Thậm chí 13 người chúng ta từ bỏ hết tất cả Giúp đỡ lão tổ đời thứ 14 Ngọc Hàm Chúng ta thậm chí vì vậy mà nghiền nát mệnh hùng của lão tổ đời thứ ba Rồi cả thứ hai thậm chí là đời đầu Nếu tất cả còn không thành công thì Nhất định sẽ thành công Không sai, nhất định thành công Năm đó lão tổ đời thứ tư vô tình dung nhập vào Thái Bình hữu tượng. Mấy dạng năm này có chúng ta giúp đỡ, đỡ chế khí linh giống ngủ say, trở thành khí linh mới. Người cần chỉ là một lần đoạt xá, ngưng tụ mấy dạng niên chuẩn bị, đi đoạt xá sứ đồ. <laughs> sứ đồ cái gì chứ? Rõ ràng là thể ngưng tụ ý thức hai linh nhật nguyệt. Người ngoài không biết sự thật, nhưng mà chúng ta sớm rõ ràng. Chỉ cần lựa chọn tính phụng, vậy vào giây phút trở thành sứ đồ đã không còn lý trí nữa rồi. Chỉ còn tin tưởng nó liền tồn tại, lực lượng cường đại biết bao. Đây là căn bản thần nguyên của hai linh nhật nguyệt. Loại lực lượng này chỉ cần nằm trong tay ngọc gia chúng ta. Thần linh đã chết, tiền đạo đã tàn biến. Đây là thời đại chúng sinh dùng dậy. 13 người ngọc gia trong địa cung cất tiếng nói kích động mong chờ. Mặt đất trên địa cung, Ngọc Nhu bình tĩnh đứng đó. Vẻ mặt của cô thản nhiên như là mọi chuyện không để trong lòng như là cô không biết chuyện gì có thể làm cảm xúc của cô biến đổi trên đầu cô trong bầu trời cửa thứ ba trong thái bình hữu tượng trước mắt tu minh xuất hiện biển mây mênh mông biển mây này vô biên vô hạn phủ lên toàn bộ khu vực tô minh đưa mắt nhìn có thể thấy phía xa như có một con voi to đang gào thét trong mây tiếng trống quanh quẩn chấn động tinh thần càng khiến cho thần nguyên trong hồn tu minh theo đó sôi trào tô minh cất bước tiến tới đạp biển mây lao nhanh Ngọc Gia nhìn như bình thường, Ngọc Nhu đó nhìn thoáng qua cũng không có gì sơ hở, ngay cả lời nói cũng không có manh mối gì. Nhưng tất cả đến quá thuận lợi. Tô Minh thừa lạnh, lòng cảnh giác dần đến gần con voi to gào thét. Trong nguy hiểm cậu phú quý, Tô Minh đi tới Ngọc Gia này vốn là khi mới vào hát mặt tinh, tìm một cái chỗ đặt chân, và càng nhanh dung nhập vào hát mặt tinh đi điều tra chuyện liên quan đến hạt độc lông Thậm chí nếu có cơ hội, hắn định đi tội nghiệp phế địa một chuyến nữa. Đi nhìn xem thử bên trong cái được gọi là tội nghiệp phế địa, đến tột cùng là có thứ gì, tồn tại bao nhiêu dị tộc chưa từng thấy. Tiếp đó chờ đợi thời cơ, đợi ách thương phân thân hùng mạnh lên thì tìm cách rời khỏi thượng nguyên phế địa. lao ra thế lực trấn giữ bốn chân giới, quay về bốn chân giới, về lại quê nhà. Nhưng mà cách nghĩ này ở ngoài truyền tống trận Ngọc Gia, tu minh cảm nhận hơi thở vô tộc thì thay đổi, hắn nhận ra vu tộc tồn tại khiến cho hắn có nhiều liên tưởng cũng nghĩ đến liệt sơn tu thậm chí sâu trong lòng tô minh còn tồn tại một mong chờ mong đợi có thể tại đây nhìn thấy man tộc dù sao vu tộc ở thì man tộc cũng không có lý nào mà không ở cho nên tô minh lựa chọn giúp cho ngọc trường hải xông tam môn đạo thiên vốn là cái lần vượt ải không chút bắt mắt tô minh không định làm việc quá nổi nhưng sau cửa thứ nhất môn đạo thiên hắn cảm nhận lực lượng khiến hắn động lòng chỉ cần tin tưởng thì nó sẽ tồn tại cho nên mới có cửa thứ hai môn đậu thiên. Tu Minh không chút do dự mà bước vào. Nhưng mà trong cửa hai môn đậu thiên Tu Minh dùng ách thương phân thương đạt được tạo hóa khổng lồ. Mặc dù nói là như vậy, nhưng hắn còn chưa có được lực lượng làm cho hắn động lòng. Nhưng mà cũng đã đủ rồi. Nếu không phải cô gái đó xuất hiện, nếu không phải Tu Minh ở cửa thứ ba nhận ra hơi thở pháp bảo Thái Bình hữu tượng, hắn sẽ không xông cửa thứ ba. Pháp bảo có thể dẫn động thường nguyên, thậm chí chỉ có thần nguyên mới khởi động nó, khiến tim tu minh đập nhanh. Vậy nên hắn mới xâm nhập vào cửa thứ ba, liều một phen. Dù rằng hắn nghi ngờ Ngọc Gia có âm mưu, nhưng mà tu minh tự hỏi hành động hắn nuốt hai thần nhật nguyệt, người ngoài không thể nhìn thấu. Hắn quá thương phân thân tồn tại, khiến cho hắn nắm chắc rất lớn cho lần liều lĩnh này. Giờ phút này tu minh tới gần, con voi to trong biển mây gào thét cực kỳ rõ ràng. Mắt tu minh chợt lóe tiến tới trước. Chớp mắt xuyên thấu biển mây, khoảnh khắc đến gần hắn nhìn thấy con voi to trong mây đây là một con voi to khổng lồ đầy lông đen con voi thân thể cao vài ngàn mét tứ chi của nó bị từng mây rối lại cái mũi thống khổ không ngừng vung vẩy tiếng hét truyền khắp tám phương khiến cho biển mây cuồn cuộn không dứt đôi mắt nó đục ngầu nhà voi khổng lồ toát ra ý dữ tợn tùy theo tiếng gầm nhà voi dường như có lực lượng hủy thiên diệt địa khiến cho người sợ hãi dưới thân nó tồn tại một cái bàn tròn to lớn phạm vi cỡ vài ngàn mét con voi hoàn toàn đứng gọn bên trong dọc theo cái bàn tôi minh trông thấy xung quanh có bốn cái xích lan tràn lên đến gần vạn mét tôi mình thấy một cái cây màu đen đây chính là một cái đòn cưng cái bàn là cái cán cân màu đen là đòn cân lan tràn vô tận hiển nhiên phía xa trên đòn cưng chắc còn có một cái quả cân nữa vậy mới có thể ước chừng trọng lượng con voi to được tình cảnh này khiến tôi minh tinh thần rung động Thế nhưng hắn có chút không chia rõ giữa con voi và cái cưng rút cuộc cái nào mới là pháp bảo hay cả hai cái đều là pháp bảo. Pháp khí hai thần nhật nguyệt chắc chắn là chí bảo thời kỳ đỉnh cao của họ. Vậy xem ra báo dẫn của hai cái là chính xác rồi. Tụi mình còn người coi rút không lập tức hành động thiếu suy nghĩ phóng người lên thuận theo cái đoạn cưng mà lau nhanh. Nhưng hắn đi đến tận cùng đoạn cưng cũng không phát hiện quả cưng ở đâu. Đây là một cây cưng không có quả cưng không có hứa hẹn khi tụi mình phát hiện không có quả cân thì bỗng một tiếng gào thống khổ từ thiên địa ầm vang không có hứa hẹn hứa hẹn ở đâu hứa hẹn của các ngươi ở đâu ta nuốt vào quả cân bởi vì ta nuốt vào hứa hẹn không tin vào hứa hẹn hứa là căn nguyên lực lượng của ta tin tưởng ta ta liền tồn tại ta thái bình hữu tượng ta không có hứa hẹn Ta muốn ước lượng trọng lượng của hứa hẹn Ta muốn biết hứa hẹn nặng bao nhiêu Ta muốn biết số cuộc của cái gì là hứa hẹn Thanh âm kia ẩn chứa vô tận thống khổ Như là gầm rống vang vọng Chấn động tinh thần tu minh Bỗng thanh âm biến dịu dàng Ngươi đến rồi Chịu tải thần nguyên của thần Nhật Nguyệt Ngươi mang hứa hẹn đến đây Cho ta một lời hứa Ta sẽ đi theo ngươi Tìm trọng lượng hứa hẹn Cho ta hứa hẹn Ngươi muốn hứa hẹn cái gì? Tù Minh hít sâu, khi mở miệng, hắn phát hiện ra truyền ra thanh âm chính là con voi ở phía xa. Nó đang nói chuyện, nó đang thét gào, nhưng trong mắt nó vẫn đục ngầu, như là ngủ say, dường như lời thốt ra là hồn của nó. Hứa hẹn người mang ta đi, cho ta lời hứa này, ta sẽ trở thành trí bảo mạnh nhất của ngươi, ta sẽ dùng thân hình của ta dẫm lên tất cả khung trời cho ngươi, cho ta lời hứa. Thanh âm kia gào thét, một lần này không còn là thống khổ thoát ra điên cuồng trong điên cuồng biển mây ầm ĩ cuốn động tám hướng khiến cho biển mây vô tận xoay nhanh hình thành vòng xoáy to lớn tiếng ầm ầm khuếch tán tùy theo biển mây cuộn cuộn chúng nó không ngừng khuếch tán khiến vị trí trung tâm không còn chút mây khói khiến tụi mình liếc mắt liền nhìn đến toàn bộ thái bình hữu tượng tụi mình không nói lời nào hắn nhìn thái bình hữu tượng nhìn đôi mắt đó trong mắt lóe tia sáng lạnh chỉ cần tin tưởng nó sẽ tồn tại. Khóe môi Tô Minh công lên nụ cười lạnh, thiên phú của Tô Minh tộc hắn là đoạt xá. Bản thân hắn cũng đã đoạt xá hai lần rồi. Hiện tại đôi mắt con voi đục ngầu rõ ràng là ngủ say, như vậy thanh âm này xuất hiện nhìn như không có vụ hoặc, nhưng rõ ràng muốn Tô Minh nói lời hứa, giống như tin lời đối phương, tin thì đối phương sẽ tồn tại. Nhìn như hư vô xa vời, nhưng sự thật đây chính là căn nguyên của lực lượng này. <laughs> Ngươi muốn đoạt xá ta sao? vậy thì ta chơi với ngươi một lần vậy tu minh cười khẩy mắt lóe thì sáng lạnh tu minh chậm rãi thốt ra một câu ta hứa mang ngươi đi khi tu minh thốt ra câu này thì có tiếng cuồng cười đánh vỡ thanh âm của con voi tiếng cười kia mang theo tăng thương mừng như điên còn có như là bị đè nén mấy vạn năm rốt cuộc thoát khốn mà điên cuồng được ta thỏa mãn ngươi tiếng cười kinh thiên động địa vang lên trong chớp mắt Ý chí khổng lồ bỗng nhiên bùng phát từ người của Thái Bình Hữu Tượng. Ý chí này mạnh mẽ kinh thiên động địa, khoảnh khắc lao hướng Tu Minh đoạt xá. Tu Minh đứng nguyên tại chỗ, không lùi ra nửa bước, hắn sớm đoán được sáu bảy phần, bây giờ thấy hồn khí Thái Bình Hữu Tượng quả nhiên lại đến, mắt hắn chợt lóe tiến lên một bước, dường như chủ động muốn bị đoạt xá vậy. Ý chí khổng lồ rít gào đến gần, thấy Tu Minh không lùi mà còn tiến lên thì do dự, nhưng mà kỳ ngộ hiện tại nó chờ đợi mấy vạn năm mới có sao có thể vì một người mà chần chờ từ bỏ ý chí ập đến dán lên người tô minh ý chí như nước chảy dọc theo lông tơ toàn thân tô minh điên cuồng ùa vào người hắn có tiếng cuồng cười trong tinh thần hắn có thể trở thành thân hình của bổn tọa là tạo hóa của ngươi nếu ngươi đã hứa mang ta đi thì ngươi liền thuộc về ta tinh thần tô minh chấn động nhưng vẻ mặt của hắn vẫn luôn bình tĩnh dường như đối diện chuyện đoạt xá này hắn không thèm để ý tinh thần chấn động kịch liệt Hắn khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt từ từ khép kín lại. <laughs> thiên phú tố minh tộc của ta luôn đoạt xá người ta mà sống. Khí hồn pháp khí bình thường như ngươi, thậm chí rất có thể không phải hồn chân chính nữa, mà là một loại tàn hồn không cách nào dung nhập vào trong pháp khí mà cũng dám đến đoạt xá ta sao? Khoảnh khắc tu minh nhắm mắt lại, thân niệm âm một tiếng, trong tinh thần bùng phát như sấm đánh ầm ầm kinh thiên động địa. Ý chí khổng lồ vào phòng người tu minh, đôi mắt thái bình hữu tượng không còn đục ngầu nữa mà chìm trong ngủ say ánh sáng trên người nó ảm đạm ngay cả cân cũng mất đi ánh sáng theo đó thế giới biển mây trong chớp mắt này biến tĩnh lặng không có cuồn cuộn không có cuốn động tất cả tĩnh lặng nhưng so sánh với sự bình tĩnh đó thì trong tinh thần tu minh dậy sống như bão tố mưa giông trời sụp đất nứt tiếng nổ không dứt tâm thần tu minh như là một mảnh khung trời màu khung trời là tím vô biên vô hạn tựa trời sau Hiện tại trong trời sao màu tím này có một cái mảnh sương khối màu xám bàn bạc khối tán. Phạm vi khoảng vài vạn mét, mặc dù nhìn không xa không lớn, nhưng nhìn khoảng cách gần đủ chứng tâm thần người. Sương khối màu xám cuộn cuộn, lơ mơ lộ ra người của khuôn mặt già nua. Giờ phút này khuôn mặt biểu tình vặn vẹo, mang theo mừng như điên, cùng với vẻ điên cuồng đè nén mấy vạn năm đang không ngừng khối tán, cắn nuốt xung quanh. <laughs> Lão Phu đợi mấy vạn năm Mấy dạng năm rồi Vô cùng đợi đến sứ đồ tới Đợi đến cơ hội lâu ra thiên gian Ta sẽ đoạt xa ngươi Đối xử tốt với thân hình ngươi Để ngươi chấm nhập thống khổ mất đi thân thể Trong trời sao tím Xương khối màu xám cuồn cười Không ngừng khó tán Chớp mắt đã mở rộng gấp 10 lần Nhìn sương khối xám bàn bạc Trông thấy ghê người Người muốn chơi trò trốn tìm với lão phu sao Vậy được rồi Lão phu sẽ tìm ra hồn ngươi Mặc dù tinh thần của ngươi rất lớn Nhưng ngươi không trốn thoát được đâu Ta sẽ từ từ tìm đến hồn của ngươi Nuốt lấy nó, Lão phù có thời gian Trong sương khối lộ ra khuôn mặt ông lão Biểu tình điên cuồng lại khuất tán Phạm vi sương khối cuồn cuộn càng lớn Thời gian trôi qua Sương khối xám không ngừng khuất tán Nhưng mà hồn tu minh vẫn không thấy đâu Dường như lão hít sâu rồi mạnh phun ra ngoài Thân hình ở trong sương khối xám lại tăng vọt lên Cuồn cuộn vô tận hướng ra ngoài chớp mắt chiếm trời sau này hơn phân nữa đưa mắt nhìn lại khung trời đều là sương khối xám của ông lão khi lão lại hít sâu phun ra thì tiếng bùm tất cả vị trí toàn khung trời đều từ màu tím chớp mắt biến thành màu xám hoàn toàn bị sương khối xám tràn ngập nhìn đến đây hình như trời sao tím do tâm thần tu minh biến thành đã không còn thuộc về hắn mà trở thành sở hữu của ông lão ông lão cuồng cười bỗng ngừng bặt nét mặt lại sa sầm bởi vì ông lão tự cho rằng đã chiếm cứ tinh thần của đối phương nhưng mà vẫn không tìm ra hồn tu minh ở đâu chết tiệt bà thằng nhóc nhà ngươi dâu kinh lắm nhưng mà lão phu vẫn có thể tìm được ngươi thôi ông lão gầm lên không biết ông lão thi triển thần thông gì mà thân hình xương khối xám bùng nổ thành vô số tơ xám dường như muốn phá mở khung trời âm ầm cuốn bốn phía thời gian lại trôi qua vài tiếng đồng hồ sau giọng điên cuồng của ông lão vang vọng người rốt cuộc ở đâu ta đã chiếm hết toàn bộ tinh thần của ngươi nhưng tại sao vẫn không tìm thấy hồn ngươi điều này không thể nào hồn ngươi nên giấu ở đây ngươi không ra hả cho dù ngươi trốn tránh mấy vạn năm cũng vô dụng thôi Ngay bây giờ ta sẽ khống chế thân hình của ngươi chỉ cần ngươi dám ra ngoài quấy rầy là ta lập tức nuốt ngươi ông lão rít gào nhưng mà rất nhanh lão biến sắc mặt bởi vì lão phát hiện không cách nào rời khỏi đây càng đừng nói đến khống chế thân hình của tu minh cái cái này là sao đây sao có thể như vậy ông lão biến sắc mặt không cam lòng lại thử rời khỏi trời sau tinh thần tu minh đi khống chế thân hình của hắn nhưng mà liên tục thử lão giật mình phát hiện vẫn không cách nào làm được điều này trong trí nhớ của lão điều này là không thể nào lão nghĩ không ra nguyên nhân gầm trống phát điên sương khói cuồn cuộn ngập trời như muốn chống lại tâm thần tu minh chờ tiệc ta sẽ tìm ra hồn của ngươi ta có đầy đủ thời gian chờ ta tìm đến hồn của ngươi rồi sẽ để cho người biết cái gì gọi là thông khổ đang lúc lão điên cuồng thì một thanh âm bình tĩnh bỗng vang lên từ bốn phương tám hướng. Sao? Người muốn thấy hồn của ta hả? Lăn ra đây cho lão phu! Ông lão vừa nghe đến thanh âm này liền gầm lên, là gầm từ xương khối xám lão ở tựa như trời sao bị lão chiếm cứ đang thét gào. Được, như người mong muốn. Giọng tu minh lạnh nhạt không nhanh không chậm truyền đến đột nhiên xương khối xám ông lão chiếm cứ trời sao bên ngoài bỗng lại xuất hiện một cái trời sao kích cỡ y như vậy một mảng hai mảng ba mảng mãi đến vô biên vô hạn vô số trời sao từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện tổng cộng là mười vạn trời sao đây mới là hoàn chỉnh không gian tâm thần do hồn tu minh biến thành tình hình này rung động ông lão biểu tình của lão trong chớp mắt mờ mịt điều này vượt qua lão tưởng tượng lão chưa từng nghĩ tâm thần một người khủng bố đến như vậy người ở đâu? Tinh thần ông lão rung lên, nghiến răng rít. Ta ở trước mặt của ngươi nè, ngẩng đầu lên, ngươi có thể nhìn thấy ta. Đáp lại ông lão là mười vạn trời sau phát ra tiếng nổ điếc tai. Ông lão bản năng ngẩng đầu, người rung bần bực. Lão trông thấy. Ông lão trông thấy trong trời sau vô tận tồn tại một vật kỳ dị không thể hình dung kích thước. Lão rất khó so sánh rút cuộn đó là cái vật gì. Dường như nó là cây cột to lớn, nhưng độ thô như thay thế trời sau khiến cho người liếc nhìn có cảm giác như cái vách tường vậy ông lão tinh thần rung động sương khối màu xám của lão hóa thân theo nỗi lòng biến đổi mà dao động kịch liệt ông lão ngửa cổ hết cỡ nhưng mà không thấy đỉnh cây cột khổng lồ đâu mãi đến khi lão dùng lực lượng thần thức dùng thần thức mạnh mẽ nhìn thì sương khối lão hóa thân rung rẩy chực khựng lại như đông cứng lại nỗi lòng của lão trong chớp mắt này không dao động chút nào người ngay ra như phỏng trong đầu trống rỗng không còn suy nghĩ gì chỉ có rung động đến cực độ thì biến mờ mịt. Trong thần thức của lão lờ mờ thấy bên ngoài cây cục khổng lồ như là vỏ cây, nhưng mà lão không cách nào tin. Thế gian sẽ tồn tại cái cây không thể tưởng tượng này, nhưng chốc lát sau khi lão trông thấy tán cây khổng lồ nhánh cây vô tận, nhìn hết toàn bộ hình dạng cây to vô biên thì lão điên cuồng. Đây, đây, đây là cái gì? Ngươi, ngươi là ai? Ông lão run rẩy trong lòng lão khoảnh khắc này tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin, Ta chính là người muốn đoạt xá ngươi. Ách thương phân thường tu minh cực kỳ to lớn, lạnh lùng nói. Thanh âm ầm vang, chỉ là giọng nói đã chấn động xương khối xám do ông lão biến thành, chấn động không dứt như sắp tan vỡ. Điều này là không thể đâu, ngươi là sứ đồ, sư đồ truyền thừa hai thần nhật quyệt, nhưng thời đại chúng linh chết thì hai thần nhật quyệt đã bị tổn hại nặng rồi, coi như ngươi đạt được truyền thừa cũng sẽ không xuất hiện hùng như vậy, ngươi, ngươi không phải sứ đồ. Ông lão hét chối tay. Xuyên khối lão biến thành cuồn cuộn rút lui, định chạy ra khỏi tâm thần Tô Minh. Nhưng mà lúc trước ông lão đã thử rồi, giờ thử lại vẫn không có chút tác dụng gì. Nơi này là tinh thần của Tô Minh, ở đây là khung trời 10 vạn trời sao của Tô Minh. Chỗ này là nơi hùng hắn biểu hiện ra cường đại nhất. Chỗ này Tô Minh chính là chúa tể. Tô Minh có thể đoạt xá ách thương, trong trời đất này hiếm thấy có sinh mệnh nào có thể tiến hành đoạt xá hắn. Bởi vì nó còn khó khăn hơn lúc trước hắn đoạt xá ách thương nữa ngay khi ông lão biến thành khối xám phát cuồng bất chấp tất cả định bỏ chạy thì cái ếch thương do tu minh biến thành từ vị trí thân cây từ từ tách ra một cái lỗ hổng nhìn lỗ hổng tựa như cái miệng to có thể nuốt hết tất cả động tác của tu minh không nhanh chính vì chậm chạp nên mang đến sợ hãi cho ông lão lớn rộng vô tận ông lão không ngừng thử chạy trốn không ngừng phát ra tiếng gào tuyệt vọng thế nhưng không có chút tác dụng gì chỉ đành trơ mắt nhìn tu minh hóa thân cây từ từ há cái miệng lộ ra dữ tận khiến cho lão hét chối tay không à, thả ta ra đừng nuốt ta ta có thể trở thành nô tòng của đại nhân ta ta có thể khiến cho toàn ngọc gia đều thành nô tòng của đại nhân đừng giết ta ta có thể vì đại nhân chết chiến hắc mặt tinh đến lúc này thì ông lão nói lung tung cơ hội khao khát mấy vạn năm giờ đây biến thành ám ảnh chết chóc rõ ràng cơ hội sắp thành công chớp mắt đảo ngược cái giá là lão trả bằng sinh mệnh tất cả điều này khiến cho sâu trong đáy lòng của lão không thể chấp nhận người tên là gì giọng tu minh vang vọng mang theo uy nhiếp vô thượng ở trong tâm thần của hắn, thanh âm hắn chính là thiên uy, có được ý chí không thể từ chối. Ngọc Hàm, lão tổ đời thứ tư cộng gia, Ngọc Hàm! tu mình đáp lại khiến cho ông lão như bắt lấy cơ hội cầu sinh, không chút do dự mà nói ngay. Nhưng lão mới nói tới đây thì cái ách thương tu mình hóa thương há to cái miệng, âm trầm hút mạnh. Cái hút này mười vạn trời sau ầm vang, khoảnh khắc mãnh liệt chấn động như trời sau sắp tan vỡ, như khung trời sắp hủy diệt. Trong giây lát sau, một tiếng hét thảm thê lương tuyệt vọng phát ra từ xương mù xám sương khối xám của ông lão bị hấp thu hóa thành từng lũ tơ lao hướng cái mầm to ách thương chờ đợi mấy vạn năm mười mấy hậu nhân các đời khác nhau giúp đỡ lão phù trú cuộc chờ của người đến ta không cam tâm ta không cam tâm à! ông lão bị hút vào cái miệng to ách thương trong từng lũ sương khói xuất hiện khuôn mặt của lão vặn vẹo biểu tình tràn ngập oán độc tuyệt vọng còn có mãnh liệt không cam lòng nhưng tất cả điều này lão không thể ngăn cản. Lão vốn tưởng chờ đến là tu sĩ mặc cho lão xâm lược. Nhưng mà không ngờ chờ đến lại là sự khủng bố còn hơn cả mảnh thú hồng hoang. Rồi, hết tập 352 của bộ truyện cầu ma nha. Um, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người um, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye tất cả mọi người nha. Thấy độc mà không dám uống nước uống nước cái là bắt đầu nó nó cái chỗ này nó thốn chỗ này của chỗ này nó co thắt co thắt cái nó này... nước cục khô hỏng quá